Hello, hello, xin chào các bạn, đến là Thuận Capital ngày hôm nay Man oh man, đã lâu rồi thường không có nói câu đó với các bạn Và thật ra đó đã, đã lâu rồi chúng ta thấy là tình hình của giá của BTC đó hoàn toàn là không có biến động nhiều Cũng đã gần như 3 tháng rồi các bạn, có thể nói là trong vòng 3 tháng qua là cái mức biến động của BTC còn thấp hơn cả hợp đồng dầu nữa nhưng mà hôm nay đã khác rồi các bạn. Thật ra hôm nay đó đã có sôi động hay là không thì tùy theo là các bạn vì thế nào nhưng bạn mà đương nhiên à, bị thanh lý đó sẽ không thấy vui ngày hôm nay nhưng mà những bạn nào mà đang trung bình giá và muốn có thể mua được mức với cái giá đẻ đó thì đương nhiên cũng sẽ thấy cái sự hào hứng ngày hôm nay nhưng mà đối với thuận đó, thì ít ra hôm nay thường cũng chàng đầy năng lượng các bạn tại vì như thằng chia sẻ đã lâu rồi mọi thứ nó khá là im lặng và thông tin cũng không có nhiều nhưng mà hôm nay đó lại có cực kỳ nhiều thông tin nổi bật chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới SpaceX các bạn SpaceX là Musk liên quan tới btc thì chuyện gì đã xảy ra chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới evergrande cuối cùng đó công ty evergrande cũng đã khai phá sản rồi và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến Ethereum Futures ETF có khả năng rất cao là sẽ được thông qua trong tháng 10 này và sẽ được thông qua trong vòng khoảng chừng là 4 năm tuần nữa các bạn. Và chúng ta có hàng loạt những thông tin nữa khác như là liên quan đến Tether. Hiện bây giờ đó là gần như 7 giờ tối tại Cali ngày thứ năm các bạn ở Việt Nam bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Một lần nữa chúng ta cũng đã tiến gần đến cuối tuần và cũng đồng nghĩa là thường một lần nữa lại phải vắng mặt khoảng chừng 2 3 ngày để mà dọn nhà và các bạn có biết là thuận đang trong thời điểm dọn nhà và thường đã chia ra làm 3 tuần các bạn à, mỗi tuần dọn một phần chủ yếu là tại vì có em nhỏ cho nên thường phải dọn từ từ để cho không ảnh hưởng đến cái uh, sinh hoạt của em bé nhưng mà cuối tuần này là cái cuối tuần cuối cùng và sẽ có người đến để mà dọn phần còn lại cho nên à, uh, sẽ phải vắng mặt hai ba ngày và nhiều bạn cũng nói là thường dọn nhà giống như là thường đầu tư gì để chia ra để mà chung mình giá từ từ thì cũng có thể đúng các bạn Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi Chúng ta cũng thấy được là chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là đỏ các bạn không chỉ được crypto mà chúng ta đã thấy là hôm qua đã đỏ hôm nay là tiếp tục đỏ nữa chúng ta vẫn thấy là những cái mối lo ngại đến từ fed có tiếp tục tăng lãi suất nữa hay là không cũng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua rồi hôm nay thì chúng ta tiếp tục thấy chỉ số nasdaq giảm 1.1% các bạn s&p 500 đã giảm 0.77 dow jones giảm 0.84 pre market thì bây giờ đó thì không có sự thay đổi nhiều hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy là cũng tăng nghèo một chút bây giờ mức là 80 đô 68 cent cho một thùng dầu còn vàng đó các bạn thấy là hôm nay lại giảm thêm một chút nữa ở mức là 1923 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn cũng đã thấy là 3 tháng qua chúng ta nói Bitcoin ơi đừng nằm một chỗ nữa làm gì đi <laughs> Và hôm nay Bitcoin đã cho các bạn thấy bản lãnh của Bitcoin là như thế nào À ah, no, không phải vậy các bạn <laughs> Chúng ta đã thấy giá của Bitcoin ngày hôm nay đó giảm rất là mạnh Xuống tới cái mức thấp ấy, Chúng ta thấy là cách đây khoảng chừng 4 giờ đồng hồ là chỉ có 25.219 đô Và cũng có nhiều người cũng đã kêu gọi cái mức giá này Thì cũng thấy nhiều bạn hay để trong comment Thì hôm nay đó chúng ta cũng đang thấy giá BTC cũng đã chạm cái mức là 25.000 đô Nhưng mà sau đó đã nhanh chóng trở về mức là 26.587 Chúng ta có rất nhiều những tin xấu rồi lại có tin tốt lẫn lộn với nhau Thường sẽ chia sẻ trong video đi rồi với các bạn và chúng ta đã thấy là cả thêm crypto đó là một màu đỏ luôn và thật ra chúng ta thấy những cái Uh, bubble đây những cái bong bóng này nó nhỏ nhưng mà tại vì tất cả được xuống rất là nhiều cho nên chúng ta thấy được là cái kích cỡ đây chống nhau nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ đó thì chúng ta đã thấy là XRP xuống 15% CRV xuống 8% chúng ta cũng thấy những đồng như là Bitcoin Cash xuống 13% nói chung là cả thêm crypto ngày hôm nay đã xuống rất là nhiều Bitcoin đó thì chúng ta đã thấy là trong vòng 24 giờ qua giảm khoảng chừng là 7% Ether cũng cỡ như vậy các bạn nhưng mà những đồng ở khác đó thì giảm 10% 14% giống như là XRP và tổng số vốn hóa đó bây giờ là hơn 1,1 nghìn tỷ giảm 5.3% thì chuyện gì đã xảy ra trước hết đó, chúng ta nhận được cái thông tin liên quan tới SpaceX thì để thường nhắc lại cho các bạn nhớ SpaceX đó là công ty của Elon Musk à, đây là công ty khác với công ty Tesla các bạn hai cái này khác nhau thường cảm thấy là nhiều bạn không lẫn lộn với cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi SpaceX và Tesla cả hai công ty này đều lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ và công ty Tesla đây là một công ty mà trên sàn chứng khoán cho nên một mỗi một quý đều phải thông báo và chúng ta cũng đã biết là năm ngoái đó thì công ty Tesla cũng đã bán một số lớn BTC và họ giữ là một phần và chúng ta cũng thường hay xem cái thông tin đó mỗi uh, khi mà hết một quý nhưng mà công ty SpaceX đó là một công ty mà không có trên sàn chứng khoán hiện tại cho nên họ cũng không có công bố tài liệu cho công chúng họ chỉ công bố tài liệu cho cổ đông mà thôi và công ty SpaceX này đã lưu trữ bao nhiêu bitcoin trước đây chúng ta cũng không có biết nhưng mà ngày hôm nay đó khi mà Wall Street Journal nhìn vào tài liệu tài chính của SpaceX đã cho thấy được là trong quý 1 công ty SpaceX này là một công ty mà họ chuyên phóng những cái quả tiện đó các bạn thì công ty SpaceX này à, họ cũng đã có lời trong quý 1 nhưng mà thêm vào đó, đó thì Wall Street Journal đã nhìn thấy được là công ty SpaceX đó, họ đã roll down, roll down này có nghĩa là một cách làm ở trong kế toán các bạn có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta thấy uh, một tài sản nào đó bị giảm giá đó thì uh, theo kế toán giống như chúng ta cũng đã từng nhìn thấy uh, công ty MicroStrategy họ phải điều chỉnh lại cái mức đó gọi là roll down nhưng mà Wall Street Journal đã nói là cái số lượng mà roll down của công ty SpaceX đã lên tới con số rất là cao luôn lên con số là 373 triệu đô la và đó là đại diện cho cái số lượng Bitcoin mà công ty Space có và thêm vào đó đó họ đã bán crypto chúng ta được đây là cái phần trích dẫn đến từ Washington Journal thì cái mà chúng ta không rõ ở đây là họ đã bán bao nhiêu và cái phần mà họ điều chỉnh là họ điều chỉnh hết tất cả hay là họ điều chỉnh như thế nào họ còn lưu trữ bao nhiêu crypto hay không tất cả đều không rõ ràng hiện bây giờ cho đến bây giờ công ty SpaceX vẫn chưa có lên tiếng nói là cái bài viết này đến từ Wall Street Journal có chính xác hay là không nhưng mà hiện bây giờ mọi người đều nghĩ là cái số lượng 373 triệu này đã được bán và được bán trong quý 1 các bạn tại vì cái thông tin được chia sẻ bởi Wall Street Journal là cái thống kê tài chính quý 1 của công ty SpaceX là từ tháng 1 tới tháng 3 Chứ không phải là ngay bây giờ Tôi cảm thấy là nhiều bạn cũng rất là lo lắng Nói là công ty SpaceX đã bán cho nên giá mới xuống ngày hôm nay Không phải đâu các bạn công ty SpaceX nếu như thật sự đã bán có bán hay là không giờ bán bao nhiêu chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại đây chỉ là cái bài báo đến từ Wall Street Journal mà thôi nhưng mà cũng là một trong những cái bài báo mà nhiều người có cái lòng tin cho nên khả năng đó là họ cũng đã bán nhưng mà không biết bao nhiêu bao nhiêu có thể là bán hết nhưng mà chưa là họ đã bán hết trong quý 1 đó đó là điều đã xảy ra cách đây khoảng chừng là gần nửa năm rồi các bạn quý 1 là từ tháng 1 tới tháng 3 bây giờ chúng ta đã là giữa tháng 8 rồi thì đây là chuyện đã xảy ra nhiều tháng trước đó và các bạn cứ nghĩ lại đi từ đầu năm tới bây giờ đã giá của Bitcoin đã có một cái sự hồi phục cho dù là chúng ta thấy thật sự là công ty SpaceX bán số lượng này cho nên nếu như một ai đó hoảng loạn bán Bitcoin của mình tại vì SpaceX đã bán Bitcoin cách đây hơn À, năm tháng đó thì được cảm thấy nó không hợp lý nhưng mà thường cảm thấy là cái sự lo lắng là bao trùm cả thị trường này rồi thì như bạn cũng hỏi là tại sao chúng ta đã thấy SpaceX bán số lượng bitcoin này nếu thực sự là họ đã bán thì à, thông chí có thể nói là có thể là họ cần tiền các bạn một công ty họ lưu trữ bitcoin trong ngân sách đó như là một tài sản giống như hay gì là họ lưu trữ công trái phiếu họ lưu trữ vàng hay là họ lưu trữ tiền mặt đó họ lưu trữ cái gì không quan trọng cái điều quan trọng đó họ lưu trữ để có thể sử dụng sau này chứ công ty không lẽ họ lưu chữ cho vui các bạn, họ lưu trữ tiền đó là để, để sử dụng sau này, chứ nếu không đó, thì cổ đông sẽ đòi hỏi số tiền đó à, phải trả à, cổ tức hay là dùng đó để làm cái gì đó chứ đâu có cho giữ tiền mặt nhiều như vậy mà không có lý do, cho nên đương nhiên một đôi đó họ cần phải sử dụng cho nên tất cả những công ty mà lưu trữ bitcoin trong ngân sách đó thì lưu trữ để mà sử dụng sau này cũng như là các bạn à, để dành tiền để sử dụng sau này gì đó nó cũng tương tự cho dù là lưu trữ dưới bất cứ một hình dạng nào và trong trường hợp này là lưu trữ dưới cái dạng bitcoin tại vì nhiều công ty nghĩ là lưu trữ bitcoin sẽ tốt hơn là lưu trữ tiền mặt tại vì tiền mặt sẽ bị mất giá theo thời gian và đây là cái thông tin mà được xôn xao nhất ngày hôm nay liên quan tới à, công ty spacex bán số lượng bitcoin này nhưng mà thật ra đó tài liệu chính thức của Wall Street Journal cũng đã nói là họ rotate hay là điều chỉnh cái giá trị của cái số lượng bitcoin họ lưu trữ nhưng mà điều chỉnh bao nhiêu thì bây giờ không rõ ràng và bán bao nhiêu cũng không rõ hiện tại đó là cái tài liệu mới nhất không muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là khi mà giá số nhanh chóng nó cũng đã dẫn đến một số lượng lớn lệnh đòn bẫy bị thanh lý chúng ta đã thấy là có gần như 800 triệu các bạn 800 triệu đô la lên đòn bảy đã bị thanh lý trong vòng một giờ qua để các bạn hiểu là trong vòng 3 tháng qua đó thì cả ngày nhiều khi chúng ta không thấy hơn 200 triệu lên đòn bảy bị thanh lý mà trong vòng một giờ ngày hôm nay đã có 792 triệu đô la lên đòn bảy bị thanh lý và chúng ta có thể nhìn thấy được trang con class thì họ đã thống kê ở trong vòng 24 giờ qua chúng ta đã thấy là có hơn 1 tỷ đô la lệnh đơn bị thanh lý rồi các bạn và đương nhiên phần lớn là lệnh long bị thanh lý. Chúng ta thấy là 823 triệu đến từ lệnh long rồi và chúng ta cũng đã thấy đây là con số đó không hề nhỏ thì cũng thương hay chia sẻ với các bạn. Mỗi lần mà chúng ta thấy con số lên tới cái hàng tỷ đó là một triệu ngàn mà bị thanh lý rất là nhiều và trong vòng 24 giờ qua 171.464 trader đã bị thanh lý. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy bây giờ đó cái số lượng định loan, số thiền hy nào Một thời gian dài chúng ta thấy là gần như 50-50 Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tính cái thống kê trong vòng 12 giờ qua đó thì các bạn thấy được là hiện bây giờ cái số lượng lệnh Bitcoin đó chiếm khoảng chừng là 46.94% và cái số lượng lệnh short đó là chiếm 53.06%. Bây giờ nhiều short hơn là long hiện tại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái tài liệu liên quan đến những lệnh đòn bẩy ở trên crypto coin thì chúng ta cũng đang nhìn thấy được là ngày hôm nay đó cái số lượng lệnh đòn bẩy cũng đã giảm xuống. Chúng ta cũng đã biết là lệnh đòn bẩy đó đã bắt đầu có cái sự tăng trưởng một thời gian rồi có thể nói là từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy là cái đường xanh này cứ tiếp tục lên đây là tài liệu thường đã chia sẻ với các bạn và cứ tiếp tục tăng 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 nhất là những lúc mà giá cả không dao động đó, thì ngày lại càng có nhiều lệnh đòn bảy hơn và chúng ta cũng thấy là định đòn bảy đó lúc đó chia hầu như 50 50 không nghiêng gì về bên nào hết chúng ta đều không biết được là giá sẽ đi vào xu hướng nào nhưng mà chúng ta chỉ biết là khi mà giá bắt đầu có sự dao động Uh, một thời gian dài khi mà không di chuyển đó khi mà dao động sẽ dẫn đến cái sự dao động rất là mạnh và đáng tiếc đối với một số bạn ngày hôm nay đó là giá đã giảm mạnh nhưng mà đáng tiếc cho những bạn nào mà đang giữ lệnh long nhưng mà đối với những bạn mà chờ đợi để mà DCA đó thì đây cũng là một cơ hội mà nhiều bạn đã chờ đợi một thời gian rồi và cái số linh đòn bảy bây giờ đã cũng đã điều chỉnh xuống cái mức bây giờ cũng coi như là không phải là thấp các bạn vẫn còn cao từ đầu tới bây giờ nhưng mà đã điều chỉnh xuống cái mức ngang hàng với lại cái thời điểm là từ tháng 3 tới tháng 6 của năm nay rồi chúng ta có nhìn thấy được là cái phần trăm đòn bẩy sử dụng nó cũng đã tăng theo thời gian thì chúng ta nhìn thấy được là tương tự như là cái số lượng lệnh đòn bẩy cái phần trăm đòn bẩy được sử dụng nó cũng đã tăng từ thời gian là tháng 5 cho tới bây giờ đại diện cho cái đường màu xanh cái bạn nhìn thấy trên màn hình thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy là có một cái cột đi thẳng xuống như thế này có nghĩa là nhiều lệnh đòn 7 lon bị thanh lý và những lệnh đó nó sử dụng nhiều phần trăm đòn bẩy thì bây giờ phần trăm đòn 7 cũng đã điều chỉnh xuống nói chung đó sau cái đợt xuống ngày hôm nay thì cái số lượng lệnh đồng bảy đã giảm xuống trên những sàn giao dịch rồi và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một hiện tượng rất là thú vị Ngày hôm nay là một ngày mà cũng rất là hỗn loạn nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được là trên sàn Coinbase đã có một thời gian ngắn là khoảng chừng 2 giờ chiều giờ Cali chúng ta đang nhìn thấy là cái Coinbase Premium đây là cái sự so sánh giá Bitcoin trên sàn Coinbase và sàn Binance sàn nào mà có cái mức giá cao hơn thì đó là một dấu hiệu cho thấy là lực mua đến từ sàn đó và trong một thời gian ngắn đó cái mức giá trên sàn Coinbase đã cao hơn sàn Binance là 268 đô và đã rất rất lâu rồi chúng ta không thấy cái sự thay đổi của con số này các bạn có nghĩa là gì có nghĩa là ngày hôm nay lực mua là đến từ Coinbase và có rất nhiều ca voi ở Hoa Kỳ những quỹ đầu tư sử dụng Coinbase có phải là chúng ta đang thấy có ai đó đi thu mua Bitcoin ngày hôm nay khi mà giá giảm hay không và cái thời gian mà thông tin được chia sẻ đó cũng khá là thú vị các bạn tại vì chúng ta thấy cái thông tin được chia sẻ bởi Wall Street Journal về SpaceX đó, là cái tài liệu tài chính trong quý 1 chứ không phải là mới đây thay vì quý 2 đây cũng đã trễ rồi chứ đừng nói tới quý 1. Thì hôm nay lại có thông tin này được thông qua, trong khi chúng ta cũng đã biết là trong tuần này đó có khả năng sẽ có cái quyết định liên quan đến vụ kiện giữa Rayscale và SEC, không biết ai sẽ thắng kiện. À, khả năng thôi các bạn, không chắc chắn nhưng mà đó là điều có thể xảy ra tuần này nếu như mà chúng ta thấy ngày mai hay là gì đó mà có cái thông tin tốt liên quan tới ETF đó, thì sẽ là một ngày rất là vui các bạn hôm nay nhiều người bị thanh lý ngày mai giá lại có thể có sự hồi phục chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem coi là ngày mai có thông tin gì liên quan tới Bitcoin Spot ETF hay là không Nhưng mà ngoại trừ cái tin tức liên quan đến uh, SpaceX Chúng ta cũng có một thông tin nữa các bạn Đó chính là liên quan đến công ty bất động sản lớn thứ nhì của Trung Quốc đã khai bảo vệ phá sản đó chính là công ty Evergrande thì cũng đã gần như là thu nhớ 2 năm rồi chúng ta không nói tới Evergrande Evergrande là một cái công ty bất động sản rất là lớn ở Trung Quốc và chúng ta cũng đã biết là cách đây 2 năm bắt đầu đã có thông tin là công ty này có thể là khai phá sản và ngày hôm nay đó rồi sự thật rồi các bạn và họ đã khai phá sản giống như nhiều công ty khác đó họ đã khai phá sản ở tòa án ở New York ở Hoa Kỳ chứ không phải là ở những quốc gia khác các bạn. Tại vì sao? Tại vì luật ở Hoa Kỳ đó thì có nhiều luật sẽ bảo vệ cái công ty mà khi mà phải khai phá sản và họ đã khai phá sản chapter 15. Thì chapter 15 này đã khác với lại chương 11 chúng ta thường hay nói đến. Chapter 15 này đó là dành cho những công ty nước ngoài mà khai phá sản ở Hoa Kỳ. Giống như là Evergrande thì trong cái cách khai phá sản này đó nói tóm lại là những cái công ty mà họ đang nợ đó thì những công ty đó là đến từ nhiều buổi chai khác nhau thì những công ty đó nó cần phải thông qua tòa án để có thể siết nợ mới được cho nên họ đã lựa chọn là khai về phá sản chapter 15 để được cái sự bảo vệ đó và cách đây 2 năm đó cũng đã có rất là nhiều cái thông tin liên quan tới công ty Evergrande sẽ phá sản và nhiều người cho là công ty Evergrande phá sản đó cũng sẽ tương tự như Lehman Brothers sẽ là một cái sự kiện thiên nga đen không ai ngờ đến và sự ảnh hưởng cũng giống như vậy trước hết á, thì chúng ta cũng đã biết là đối với lại cái số lượng tiền thì không có bằng các bạn tại vì công ty Evergrande này đó bây giờ khai bày phá sản thì ước tính á, họ đang nợ tổng cộng là 340 tỷ đô la 340 tỷ đô la so với lại cái số lượng tiền mà Lehman Brothers nợ đó là tới 613 tỷ Đừng nói tới là chúng ta chỉ tính cái mức tiền năm 2008 so với bây giờ Nếu mà chúng ta tính cái mức mà tính luôn lạm phát đó thì 613 tỷ năm 2008 Thì nếu chúng ta tính cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ từ năm 2008 đến năm 2022 đó thì con số 613 tỷ đó của Lehman Brothers là khoảng chừng 833 tỷ ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy là con số của Lehman Brothers so với lại cái con số được đưa ra bởi Evergrande thì khác nhau rất là nhiều chỉ có 300 mấy tỷ so với lại tới 800 mấy tỷ khi mà điều chỉnh cho làm phát nhưng mà cái sự ảnh hưởng nó cũng sẽ không nhỏ đâu các bạn nó không hẳn là thiên nga à đen tại vì chúng ta cũng đã từng nói nhiều về Evergrande thì hy vọng là trong vòng 2 năm qua những công ty mà có dính dáng tiền bạc về Evergrande đó cũng đã giảm bớt rủi ro Chúng ta chỉ có hy vọng như vậy cái sự ảnh hưởng lớn như thế nào chúng ta vẫn chưa biết Chỉ biết là ảnh hưởng lớn nhưng mà có thể là không lớn như Lehman Brothers đâu Mà cũng không hẳn là bất ngờ Tại vì đây là cái tin tức chúng ta đã có trong vòng 2 năm qua Và trên căn bản đó năm ngoái công ty Evergrande đã chính thức vỡ nợ Tại vì họ đã không có trả tiền đúng hạn Và sau đó, đó thì đầu năm nay họ cũng đã nói với lại những cái chủ nợ đó là cho họ thời gian để họ có thể kết chấu lại công ty và bắt đầu trả nợ và để có thể tiếp tục kinh doanh thì họ cần thêm khoảng chừng là 36.4 cho đến 43.7 tỷ đô la để tiếp tục kinh doanh và cái đơn vị mà làm những cái xe điện của họ đó tại vì họ cũng có một cái đơn vị mà làm xe chạy bằng điện thì đơn vị đó là một đơn vị mà cần thêm tiền để có thể tiếp tục phát triển và cuối cùng thì theo thông tin cũng đã có một công ty ở bên Dubai là công ty nwtn là một công ty mà cũng chuyên về phát triển xe của đã chăm vốn cho họ là 500 triệu nhưng mà con số so với lại con số cần thiết đó là cách sau rất là xa các bạn và không biết là 500 triệu này có đủ để tiếp tục kinh doanh cái phần xe điện hay không tại vì ba mươi mấy cho đến bốn mấy tỷ này là cần từ kinh doanh tất cả và chúng ta cũng thấy là cái sự ảnh hưởng đó là lan tỏa đến những công ty mà liên quan đến bất động sản mà có dính líu với Evergrande giống như chúng ta có những công ty như là Casia, Fantasia những công ty này những công ty ở Trung Quốc trên cũng không có đành nhiều chỉ biết đó là có nhiều công ty có dính dáng với họ và công ty Evergrande này đó đối với Trung Quốc là đại diện cho một phần lớn của GDP các bạn tại vì cái ngành bất động sản ở Trung Quốc chiếm khoảng chừng 30% của tổng sản lượng quốc nội là một ngành không hề nhỏ. Thì một số người cho là lý do tại sao hôm nay chúng ta thấy crypto giảm, thị trường chứng khoán giảm là tại vì liên quan tới Evergrand chứ không hẳn là liên quan đến thông tin từ công ty SpaceX Tôi nghĩ là cả hai đều có sự liên quan các bạn. Nói chung thì phần lớn là chúng ta thấy có quá nhiều liên đòn bẩy và một bên sẽ bị thanh lý khi mà giá bắt đầu di chuyển nhanh và đáng tiếc hôm nay đó chính là bên long đã bị thanh lý và ngay bây giờ đó mọi người đều đang chờ đợi xem coi là công ty Evergrande này đó sẽ dính dáng với bao nhiêu công ty khác và những công ty nào là đang trong cái tình hình khó khăn khi mà công ty Evergrande này phá sản mà không trả nợ cho họ được bây giờ vẫn chưa có rõ khi nào mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn ngoài chi điều đó ra đó chúng ta cũng có một số thông tin liên quan tới SEC thì đầu tiên hết thì chúng ta hãy trở lại cái tài liệu liên quan đến SEC muốn kháng cáo thì chúng ta đã thấy là cuối cùng đó thẩm phán sau khi mà xem xét cái tài liệu đến từ công ty Ripple đó thì thẩm phán Torres đã đồng ý cho SEC kháng cáo và các bạn nên nhớ là họ kháng cáo không phải là về XRP là chứng khoán họ chỉ kháng cáo cái phần mà thẩm phán nói là có thể cho phép công ty Ripple bán XRP thông qua những cái sàn giao dịch miễn là người mua không biết là mua trực tiếp đến từ công ty Ripple thì cũng sẽ không có vi phạm luật chỉ vi phạm luật nếu như mà công ty Ripple trực tiếp bán cho những cái tổ chức đầu tư và SEC đã kháng cáo cái phần đó và cái chúng ta hiểu là cho ta bây giờ đó vẫn chưa có thực sự kháng cáo chúng ta đã thấy là SEC đã cần phải xin phép để có thể kháng cáo thì bây giờ đó thẩm phán Torres đã cho phép SEC có thể chính thức đệ đơn để mà kháng cáo nhưng mà trước hết á, thì SEC cần phải xin phép của tòa thuốc phẩm các bạn thì cả hai bên thẩm phán Toesh và tòa thuốc phẩm cho phép thì lúc đó mới kháng cáo và chúng ta thấy là đây cũng là bước đầu tiên coi như là SEC đó tôi nghĩ là cũng sẽ tiếp tục tiến tới để mà kháng cáo mà thôi nhưng mà đây là một cái bước đi cũng khá nguy hiểm đối với SEC các bạn tại vì nếu như mà SEC thua tại tòa thuốc phẩm đó thì lúc đó quyết định đó sai quy định cuối cùng và quyết định đó nó sẽ có cái tính ràng buộc với tất cả những tòa bên dưới bây giờ ra thì chưa phải có nghĩa là một à, thẩm phán khác hoàn toàn có thể xử cùng một cái vụ tương tự nhưng mà đưa ra cái kết quả khác nhau thì hoàn toàn là được nhưng mà khi mà SEC nếu như mà thua ở cái tòa thuốc phẩm đó, thì sẽ dẫn đến sau này họ gặp rất nhiều khó khăn có nghĩa là nhiều dự án hoàn toàn có thể bán trên sàn trực tiếp miễn là người mua không biết mua trực tiếp từ dự án đó mà thôi đó là điều các bạn nên hiểu ở đây Và ngược lại nếu như mà SEC thắng ở trên tòa thuốc phẩm đó, thì có nghĩa là gì? Thì đồng XRP vẫn không phải là chứng khoán tại vì họ đâu có kháng cáo phần đó đâu Nhưng mà cái phần mà công ty Ripple có thể tiếp tục bán cái phần XRP còn lại trên sàn chứng khoán đó sẽ bị hạn chế rất là nhiều và đương nhiên đây là một điều mà công ty không muốn đâu các bạn tại vì đó là một cái doanh thu của họ nhưng mà nhiều bạn nói là mình lưu trữ XRP thì cũng tốt tại vì sẽ ít cơ lực bán hơn đến từ công ty cái thông tin kế tiếp là liên quan tới Rayscale các bạn bây giờ Rayscale đã nói là họ đang tuyển nhân sự cho đội ETF của mình chúng ta thấy được là nghe như là Rayscale rất là tự tin về cuộc chiến với SEC và các bạn cũng đã biết là họ đang chiến đấu với SEC để có thể chuyển đổi cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust trở thành cái quỹ Bitcoin Spot ETF và có nhiều tin đồn là có thể trong tuần này sẽ biết kết quả Đây là tin đồn mình thôi các bạn Kết quả có thể được kéo dài một thời gian nữa Nhưng mà nếu như mà chúng ta có kết quả ngày mai đó mà hôm nay giá lại đâm như vậy đó thì sẽ là một ngày mà Nhiều người đặt câu hỏi cái sự làm giá không thể rõ ràng hơn các bạn Và một thông tin nữa cũng đến từ SEC Thì chúng ta đã thấy là sau khi mà giá của Bitcoin ngày hôm nay đã giảm xuống cái mức thấp tới mức là 25.300 đô thì đã nhanh chóng bật trở dậy và bây giờ ở mức là khoảng 26.600 đô thì ngay cái thời điểm mà giá BTC đó đột ngột đi xuống nhanh rồi sau đó đi ngược trở lên cũng rất là nhanh thì chúng ta cũng có một cái thông tin coi như là lạc quan các bạn, đó chính là Bloomberg đã đưa ra một cái nhận định là SEC sẽ cho thông qua Ethereum Futures ETF và sẽ cho thông qua đó khoảng chừng là đầu tháng 10 các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái số lượng Ethereum Futures ETF đang chờ đợi được duyệt Và nếu như mà được thông qua đó thì khoảng chừng là ngày 3 hay ngày 4 tháng 10 Chúng ta sẽ có cái quỹ Ethereum Futures ETF được thông qua bởi SEC Và cái quỹ đầu tiên sẽ là quỹ Valkyrie các bạn Thì một số người nói là cái này đâu có gì là quan trọng đâu Tại vì đây là một cái quỹ Ethereum Futures ETF thì nó cũng đâu có phải là Ethereum Spot đâu Cho nên cũng không, không quan trọng Thật ra không phải đâu các bạn Chúng ta có thể nghĩ như thế này Ngay bây giờ đó thì SEC vẫn luôn nói là ngoại trừ Bitcoin tất cả là chứng khoán Nhưng mà SEC lại chưa bao giờ kêu tên Ether là chứng khoán Và nếu như mà SEC thực sự là cho thông qua một cái quỹ Ethereum Futures ETF Giả sử như là Bloomberg đã nói đúng thì điều này đó cũng có nghĩa là SEC không có xem Ether là chứng khoán các bạn Tại vì không thể nào mà các bạn vừa nghĩ một đồng là đang vi phạm luật bây giờ Là một cái hợp đồng đầu tư mà không đăng ký Mà ngược lại các bạn lại cho thông qua Futures ETF Như vậy thì làm sao có thể nói là mình đang bảo vệ nhà đầu tư được các bạn Trong khi mà các bạn cho thông qua một cái Futures ETF người ta bắt đầu giao dịch người ta bắt đầu là để tiền trong đó rồi xong rồi các bạn lại nói là Ethereum là một chứng khoán thì giá lại giảm xuống thì những nhà đầu tư đó lại bị lỗ các bạn thì làm sao mà SEC có thể làm cả hai cái hoàn toàn trái ngược với nhau như vậy thì cũng đồng nghĩa là nếu như mà có một Ethereum futures ETF được thông qua thì SEC sẽ không có đụng tới YT nữa cho nên cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn nếu như mà các bạn suy nghĩ về cái góc cạnh đó và đó cũng là cái góc cạnh được chia sẻ bởi Adam Cochran Một thông tin khác cũng rất là thú vị ngày hôm nay đó chính là liên quan tới Tornado Cash Tornado Cash là một cái mixer các bạn nghĩa là một cái nơi mà các bạn trộn những cái đồng với nhau để mà các bạn giấu xuất xứ của đồng đó đây là một cách mà những cái đơn vị phạm pháp hay sử dụng thì Tornado Cash đã uh, bị Bộ tài chính và chính xác hơn là FinCEN các bạn Nghĩa là cái bộ à, điều tra tài chính Đã ra lệnh cấm Và sau đó đã có à, một à, phần Đơn vị của Crypto trong đó chúng ta có luôn Cái Coinbase đó thì cũng đã đệ đơn nói là Xin xem xét lại cái việc là Cấm Tornado Cash tại vì làm như vậy đó thì sẽ vi phạm tới à, cái à, luật tự do ngôn luận, tại vì đối với lại nhiều người đó, cái à, nơi mà làm Motorola CAST trên căn bản nó chỉ là một cái mã nguồn mà thôi và là một cái mã nguồn mở, thì làm sao một mã nguồn mở có thể được cấm, đó đâu phải là một đơn vị đâu và vì lý do đây là cái quyền tự do ngôn luận cho nên bộ tài chính không có quyền để mà cấm quyền tự do ngôn luận nhưng mà cuối cùng đó thì thẩm phán đã nghiêng về bên bộ tài chính thẩm phán đó nói như thế này các bạn thẩm phán nói đúng là quyền tự do ngôn luận là một quyền mà cần phải được bảo vệ nhưng mà nó có giới hạn mà thôi thứ nhất một người có thể nói về mã nguồn có thể dạy về mã nguồn nhưng mà không thể thực hiện mã nguồn giống như là các bạn có thể nói về một cái gì đó giống như khái niệm phạm tác giống như các bạn nói về khái niệm rửa tiền đi các bạn có thể dạy người ta về khái niệm rửa tiền các bạn có thể bình luận về rửa tiền nhưng mà các bạn không thể tự mình đi rửa tiền được đó là phạm pháp thì cũng tương tự như vậy đó thẩm phán nói là các bạn có thể viết cái mã nguồn cho tornado cash các bạn có thể dạy cho tornado cash nhưng mà cái mã nguồn đó đó một khi mà đã được execute nghĩa là đã được kích hoạt rồi đó thì đó hoàn toàn là đi ngược lại với lại luật pháp hiện hành cho nên bộ tài chính hoàn toàn có quyền cấm rất là thú vị các bạn thôi không phải là một luật sư nhưng mà thuận cảm thấy là cũng học được khá là nhiều điều trong những cái lập luận khi mà chúng ta nói tới những vụ kiện như là con B hay là Binance hay là Thunero Cash thường cảm thấy là luật pháp nó cũng rất là thú vị khi mà các bạn thấy cái suy nghĩ nhất là đến từ thẩm phán nhất là các bạn thấy là thẩm phán lại ra một quyết định là XRP không phải là chứng khoán ngay cả thuận cũng không nghĩ là thẩm phán có thể ra một quyết định mà nó rõ ràng như vậy được và khi mà nghe qua đó thì cảm thấy là không hợp lý nhưng mà khi mà nghe những lập luận thì cảm thấy là hợp lý các bạn và điều này cũng như vậy mới đầu đó thì khi mà nghe thẩm phán nói là Tornado Cash hoàn toàn có thể được cấm và trong quyền của bộ tài chính thì khi mà đọc lập luận thì cảm thấy là nó cũng có lý của nó đương nhiên mỗi bên đều có lý nhưng mà trong trường hợp này đó thì thẩm phán đương nhiên về là Cash sẽ tiếp tục bị cấm ở Hoa Kỳ và quyền cấm đã đến từ bộ tài chính Chúng ta cũng có một số cập nhật liên quan tới Tether các bạn. Chi tiết hơn đó là công ty Tether họ đã ra quyết định là họ sẽ ngừng à, hỗ trợ đồng Tether ở trên những mạng như là Kusama. Chúng ta có mạng Bitcoin Cash và mạng Omni Layer. Thì Omni Layer là một cái mạng lưới mà được gây dựng ở trên Bitcoin. Có thể là nhiều bạn tham gia vào crypto thời gian khoảng chừng là 2 3 năm qua đó thì không có nhớ hay là không có biết. Công ty Tether họ đã phát hành động USDT đầu tiên là trên mạng lưới Omni của Bitcoin các bạn Rồi sau đó mới bắt đầu là chuyển qua những mạng lưới khác như là Ethereum rồi từ từ phát triển ra Nhưng mà bây giờ họ đã ra cái quyết định là công ty Tether sẽ ngưng hỗ trợ những cái đồng Tether ở trên mạng lưới Omni của Bitcoin, Kusama và Bitcoin Cash bắt đầu từ ngày hôm nay và những người nào mà còn lưu trữ số lượng lớn đồng Tether ở trên mạng lưới này đó, thì hoàn toàn có thể trả về công ty Tether để mà lấy tiền trong vòng 12 tháng tới đây. Và những người nào mà đang lưu trữ đó cũng có thể là đổi thành một đồng Tether trên mạng lưới khác thông qua sàn Bitfinex. Đây là thông báo đến từ Tether thì lý do tại sao mà họ nói họ ngừng À, hỗ trợ ba cái mạng lưới này họ nói tại vì ba mạng lưới này đã thực sự không có một cái hệ sinh thái defi hay là một hệ sinh thái mà sử dụng nhiều đồng tether cho nên không có lý do gì mà họ tiếp tục hỗ trợ trong khi những cái mạng lưới khác có hệ sinh thái dồi dào hơn họ sẽ chú tâm vào những cái mạng đó và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới uh, Coinbase các bạn thì Coinbase họ đã, đã quyết định đó là họ sẽ ngưng hỗ trợ ba đồng cho người của Canada chúng ta đã biết là sàn Coinbase gần đây đó có một thông tin là họ cũng đã có mặt ở Canada nhưng mà vì luật của Canada đó họ nói là họ sẽ ngưng hỗ trợ một số đồng như là đồng Ray Reflex Index đồng RAI này rồi kế đó đồng DAI các bạn đây là một cái đồng ổn định giao thức và chúng ta cũng có đồng USDT ở Canada và các bạn thấy là Canada là một trong quốc gia mà bắt đầu có lực rất là cắt gao nhất là liên quan đến stablecoin và nhiều sàn đã rời khỏi Canada như là Bybit, Binance vân vân nhưng mà sàn Coinbase là một sàn mà bây giờ có thể hoạt động được nhưng mà họ cũng hạn chế những đồng ổn định ngay cả Tether cũng không được có mặt ở Canada và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Siberium chúng ta biết là Siberium đã ra mắt ngày hôm qua và giá cả cũng đã đi xuống các bạn giống như là một cái hiện tượng mua tin đồn bán tin thật và có một số những thông tin nói là cái mạng lưới này khi mà kích hoạt đã thì rất là tệ dẫn đến là có một số lượng là khoảng chừng 1 triệu 7 đô la Ethereum đã bị lóc lại ở trên cái bridge mà không lấy ra được thì sau đó chúng ta cũng đã thấy là cái đội của thì họ cũng đã chia sẻ một cái blog nói là tất cả đều là tin phớt hết à, trên căn bản đó họ gặp một chút xíu trục trặc nhưng mà không phải như là mọi người nghĩ họ gặp chút trục trặc đó tại vì cái số lượng compute unit per day đó hiểu đơn giản là cái à, tính toán mỗi một ngày đó thì đã nhiều hơn là họ dự bị tại vì quá nhiều người có hứng thú họ đã dự tính là khoảng chừng 400 triệu compute unit mỗi một tháng trong khi mà trong dòng có 30 phút thôi đã có 160 triệu compute unit thì mạng lưới được sử quá nhiều dẫn đến nó bị uh tắc nghẽn chứ không phải như là mọi người nghĩ có nghĩa là cái okay, sự hưởng thú liên quan tới Shibarium rất là cao và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này là, là những bạn nào mà ở Hoa Kỳ mà bị kẹt tiền ở BlockFi đó thì các bạn có thể đã nhận được một cái email từ BlockFi rồi nếu không đó, thì các bạn cũng có thể thử để mà login vào BlockFi xem có rút tiền được hay không thì dựa theo tài liệu đó thì những người nào mà kẹt tiền BlockFi có thể rút mà thường nhớ là cái số tiền đó là rút dưới 7.575 đô mà thôi

nhưng mà nào mà còn cả tiền bảo Hoa Kỳ đó thì cũng nên thử xem coi có rút được hay là không và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thu capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số nhiều điều khác như các bạn nhìn trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao dịch Thế thì nên dùng để mà Giao dịch mà thôi Không nên đu chữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn Trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn